Vâng, xin chào quý chú anh chị ha. Thì hôm nay em lên một bộ ép cốt thủy lực của Densan ha. Densan DCH, dòng sản phẩm là DCH150E. Hộp là còn nguyên vẹn đầy đủ anh chị, và độ mới còn khá cao. Thì để em đi vô chi tiết ha, chi tiết. Đây. Thì còn khá là mới anh chị. Còn cả cái catalog để mình xem. Đó. Nguyên một bộ còn rất là mới. Gồm có một thân. Và dòng này là dòng sản phẩm DCH150E. Anh chị mình có thể ép được đầu cốt lên là ép được lực ép là 10 tấn ha. Thì trên cái thân này có cái bảng thông số này. Từ 14 đến 150 và lực ép lên là 10 tấn. Cái này là hàng chuẩn nội địa Nhật ha anh chị, hàng chuẩn nội địa Nhật ha. Thì đây là cái bảng catalog Densan hàng nội địa Nhật ha. Có chữ Exit này. Có logo luôn. Thì bao gồm một số đầu ha anh chị. Bao gồm một số đầu như thế này. Đây là hướng dẫn cách sử dụng anh chị mình ép cốt đây, 150 thì những cái sợi dây cáp không. Densan. Thì nếu mà anh chị nào làm thợ điện trung áp hoặc là làm những cái tủ điện bảng điện lớn ấy, thì mình có thể sử dụng cái ép cốt này để mình sử dụng. Densan. Dòng này là dòng ép cốt điểm anh chị, ép cốt điểm, ép cốt chấm. Đó. Thì cách hướng dẫn cách sử dụng như thế này. Mình sẽ đặt cái đầu này thì có số 14, 22 và 38 đến 70. Gồm có 3 đầu ha. Đó. Mình sẽ ép những cái dây cáp để trong này ha. Rồi mình ép không. Mọi chức năng hoạt động ok hết nha anh chị. Mọi chức năng mình hoạt động ok hết. Mình sẽ đi chi tiết vô. Đó. Thì gồm một số đầu như thế này ha. Còn cũng khá là đầy đủ. Còn khá là đầy đủ. Này. Đầu là đầu CB100 gạch 8 ha. Có một số đầu thì nhỏ hơn. Cũng khá là đầy đủ. Đây là đầu B60 có logo Sojic nội địa Nhật, hàng đầy đủ hết anh chị. Đó. Mọi thứ đều có in cái logo lên trên. 146. Bật như vậy thì cũng thấy cũng nhiều, 2 4 6 8 10 12 tầm mười mấy 20 đầu ha. Đây thì bịch nhỏ này cũng tầm 2 4 6 8 đầu, 2 4 6 đầu anh chị. 6 đầu, đầu này đầu 60 ha. 60P. 68 ha. Đó. Logo đầy đủ anh chị. Bịch này thì còn nữa ít ha. Đó. Thì đây là ba cái đầu ha. Đây là đầu 22 hàng chuẩn Densan zin hết, không có nào là hàng khác anh chị, Densan. Đây. Còn rất là mới ha. Đầu 22. Rồi, đầu là đầu 38 60 70. Đó, 38 60 70. Trong này gồm có một đầu nữa nè. Đây là một đầu 14 ha. Hay để em chi tiết vô. Còn bên này là một đầu 14 này. Đầu 14 còn rất là đẹp không? Đây anh chị mình thấy mọi thứ nó còn rất là hoàn hảo, còn đẹp, độ mới khá cao ha. Cái này phải tầm trên 80-85%. Đó, logo Suzuki nội địa Nhật đầy đủ hàng hoàn. Thì anh chị mình xoay sử dụng đầu nào thì mình gỡ ra mình xoay ha. Mình gỡ ra mình xoay. Đó, mình gỡ ra rồi mình xoay những cái đầu cần thiết ha. 60-70, 150 là đầu lớn nhất này. Đó. Thôi anh chị mình xoay xuống đầu nhỏ nhất đi, rồi mình sử dụng. Đây. Đầu này. Để cân bằng rồi mình xoay lại ha.
DCH150 dưới này chị mình thấy là có từ 14 mm² đến 150 mm² và lượng ép lên tới 10 tấn này. Có các bạn chuyển đổi như thế này. 14 đến 22 thì anh chị mình ép được tầm 14 đến 38 mm² ha. 38 đến 70 thì anh chị mình ép được 60 đến 70 mm². Đó. Rồi bây giờ em đi vô test cho anh chị mình xem ha. Test cho anh chị mình xem, còn phần dưới này thì đẹp hết ha. Không có bị cấn hay là bị rách chỗ nào hết. Hoạt động búng ra nhảy vô bình thường ha. Thì cây ép cốt này cho anh chị mình ép cốt điểm, ép cốt chấm. Và chiều dài cây ép cốt này là tầm 49 xăng ha. Đây, em đánh đầu vô rồi. Để tên cho anh chị mình xem. Em gỡ ra ha. Đây, rồi em ép thử cho chị mình xem ha. Đây, nó sẽ ép lên ha. Đó. Khi nó ép lên nó tới lực á, cực đại thì nó sẽ nhả ra. Rồi bây giờ em sẽ bung nhả ra ha. Nó sẽ tự thu về nè. Hoạt động tất các chức năng còn hoàn hảo hết. Giờ em sẽ test thử cái đầu ha. Đây là đầu đầu số 14 này, 146. 146 ha, có logo Zozic đầy đủ. Hình như em lấy nhầm đầu, đầu 14 đó. À đầu 14 đúng rồi. Rồi, tới lực nó tự nhảy ra ha. Nó tự nhảy ra. Là mình thu về. Đó, nó tự nhảy ra. Đây ha, thì em để nó hơi xéo chút lên nhìn cái đầu nó không được đẹp. Nó sẽ ép lại như vậy ha, nhìn chắc chắn. Em để nó hơi xéo rồi. Hoạt động các chức năng là hoạt động ok bình thường nha anh chị. Và bộ này thì còn cũng khá là đầy đủ. Bộ này là giá tầm hơn 2 triệu ha. Thì bộ này anh chị nào mình có nhu cầu mình có thể điện thoại mình inbox em báo giá. Và mã này em chỉ nhận là chuyển khoản bao ship ha anh chị. Một bộ đầy đủ như thế này. Một bộ đầy đủ như thế này ha. Rồi, bộ ép cốt của Densan dòng sản phẩm là DCH150E. Giá mới nó tới tầm khoảng 60-70 ngàn yên lận. Chưa kể phí ship về Việt Nam. Nếu mà anh chị mình có nhu cầu, mình có sử dụng thợ điện, mình có sử dụng cái bộ ép cốt này thì anh chị mình điện thoại trực tiếp hoặc là mình nhắn tin giùm em ha. Rồi em xin chân thành cảm ơn.